Xin chào mọi người đã đến với kênh Auto66 Vlog. Bữa nay là mình sẽ review cái miếng lót ghế dành cho những cái anh chị nào mà mình ngồi xe lâu nè, hay là hay bị đổ mồ hôi á. Tại vì cái này nó có quạt trong đây mọi người, cả massage luôn. Đây là cái nút chế độ của nó nè. Mà cái này nó hay á, là nó cảm biến luôn nha. Khi mà mọi người ngồi lên á thì là nó sẽ tự quạt, ra bước ra thì nó sẽ tự tắt. Cái này cực kỳ hay luôn. Ở đây ba quạt, ở đây bốn quạt, đây bốn quạt, với lại ở đây thêm ba quạt nữa. Cài trên nè, cài ở giữa nè, thêm một cái cài ở dưới đây nữa. Đó, cài cho cái này nó ôm sát vô ghế mình cho nó chắc. Cái này cắm tẩu. Ở đây nó có sẵn cả hai cái cổng USB. Tức là khi mọi người cắm cái tẩu này vô thì hai cái cổng này nó vẫn có điện nha. Mọi người cắm có thể cắm sạc vào đây. Khi mà mọi người ngồi lên. Đó, ví dụ như mình để cái tay vô đây nè. Là nó cảm biến nó sẽ nhận và ở đây nó sẽ quạt. Đó, cực kỳ mát luôn. Mát lạnh luôn á. Mình có thể tùy chỉnh mức độ gió. Đó, gió mạnh, gió nhẹ nó có ba nước khác nhau. Ở đây là chế độ massage. Mọi người nhấn vào đây thì nó bật chế độ massage ở đây. Đó, nó sẽ rung cái phần này nè. À, nó rung từng đợt đó, ở cái phần lưng của mình. Như thế này rất là thoải mái. Rồi, có gì thì nhắn tin cho mình nha.